Ngày 13 tháng 1, Công ty Cổ phần Phát triển Đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (BVEC) cho biết, từ 7 giờ sáng cùng ngày, 3 trạm thu phí trên quốc lộ 51 gồm T1 thành phố Biên Hòa, T2 huyện Long Thành và T3 tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã chính thức tạm dừng thu phí theo đề nghị của Cục Đường bộ Việt Nam, Bộ Giao thông Vận tải. Sau khi tạm dừng thu phí, sáng 13 tháng 1, Khu Quản lý Đường Bộ 4 và Ban An toàn Giao thông tỉnh Đồng Nai yêu cầu nhà đầu tư BOT quốc lộ 51 gắn nhiều biển báo để đảm bảo an toàn giao thông. Trước đó, Cục Đường Bộ Việt Nam đã có văn bản gửi Công ty Cổ phần Phát triển Đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, Cục Thuế tỉnh Đồng Nai và Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc tạm dừng thu phí tại các trạm thu phí thuộc dự án đầu tư xây dựng mở rộng quốc lộ 51, đồng thời hướng dẫn nhà đầu tư tính toán hoàn trả tiền cho các xe đã mua vé tháng và vé quý còn thời hạn sử dụng tại các trạm thu phí của dự án. Đại diện chủ đầu tư khẳng định sẽ tuyệt đối chấp hành việc tạm dừng thu phí và trả lại tiền vé tháng cho khách hàng. Tuy nhiên, Công ty Cổ phần Phát triển Đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu cùng với các ngân hàng đồng tài trợ sẽ tiếp tục có đơn kêu cứu đến Bộ Giao thông Vận tải và Hội đồng Nhân dân tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu để có những cuộc đàm phán tiếp theo nhằm đảm bảo hài hòa lợi ích giữa các bên.